Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, chiều nay tại huyện Văn Giang, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chúc các gia đình đón Tết tươi vui, đầm ấm. Đồng thời, yêu cầu các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 48 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021. Đặc biệt là việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quà Tết của các cấp tặng 400 suất quà cho người dân và 100 suất quà cho công nhân lao động tỉnh Hưng Yên có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng đoàn đã đến thăm và trao quà cho hai gia đình chính sách ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang là gia đình ông Nguyễn Văn Xính, sinh năm 1949, là thương binh hạng 4/4 và bà Nguyễn Thị Úy, sinh năm 1940, là hộ nghèo.